Ngày hôm nay tớ lại dẫn các bạn đi làm móng với tớ nha. Lâu lắm rồi tớ không làm móng này, nhìn móng của tớ xấu quá đi. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ đi sơn một bộ móng thật là đẹp nhá. Các bạn ơi, bây giờ thì tớ đang nhặt ra này. Sau khi nhặt xong thì chúng ta mới sơn được các bạn nhé. Tớ đã chọn được một mẫu móng rất là cute rồi, nhưng mà tớ chưa tiết lộ cho các bạn biết đâu. Xem nè, rồi tớ đã sơn xong một bàn rồi và chúng ta đã hơ rồi. Tiếp theo thì bây giờ là đang vẽ hình. Các bạn nhìn thấy đây là hình gì không? Đây chính là hình của một bàn chân đó các bạn. Lấy cái đèn này dọi dọi vào để cho nó khô cái lớp sơn vừa mới sơn các bạn ơi. Sau đấy là chúng ta sẽ vẽ tiếp này. Bên này thì vẫn chưa ra hình gì nên là các bạn không biết đây là cái gì đúng không nào? Phải đợi thêm một tí nữa nha. Thực ra thì cái mẫu tớ chọn nó là một cái hình tớ nghĩ khá là cute. Bình thường thì tớ thường là sơn hình gấu dâu này, tớ cực kỳ thích gấu dâu. Nhưng mà gấu dâu thì vẽ nhiều quá rồi, chắc là các bạn cũng chán. Thế nên là ngày hôm nay tớ quyết định là sẽ đổi hình khác đi, để xem là các bạn có thích không. À các bạn ơi, các bạn thích tớ vẽ neo hình gì thì nhớ để lại bình luận nha. Nếu mà bình luận nào mà được nhiều bạn thả tim này thì hôm sau tớ sẽ làm bộ neo hình đó. Nhưng mà tay của tớ thì thường là móng nó rất là ngắn, mà úp móng dài thì tớ lại thấy hơi khó vướng. Thế nên là tớ sẽ ưu tiên cái bình luận nào mà các bạn bảo tớ làm, chỉ cần vẽ thôi nha, không cần phải úp móng dài. Ok, và các bạn biết không, đây đang là công đoạn cuối cùng rồi này. Đó chính là phủ một lớp bóng lên trên. Đó. Còn cái này thì là dưỡng móng các bạn ơi. Dưỡng móng để cho cái tay của chúng ta nó mềm mại hơn này. Và nó nhìn nó kiểu là nó bóng bóng một tí á các bạn. Xong cái bước này thì là hoàn thành rồi. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng bộ móng của tớ. Các bạn ơi, tớ đã sơn xong rồi và bây giờ là công đoạn cuối cùng của tớ, đó là nướng tay trong lò cho các bạn xem nè. Đây, cho vào đây nhé. Đó. Đây là thành quả của tớ. Đợi tớ một xíu nữa thì tớ sẽ cho các bạn xem. Mình phải cho sát vào trong này, không làm lớp sơn không khô được thì là sẽ nhanh bong đấy các bạn. Đây nè, xinh không nhỉ các bạn? Đợi khi nào mà hết đèn nha. Đây này, ở phía bên trên này sẽ là khi nào hết cái đèn này thì chúng ta có thể lấy tay ra được. Xong rồi, đây các bạn ơi, bây giờ sẽ cho các bạn xem thành quả nha. Đầu tiên đó là hai ngón cái của tớ nè. Đây là tớ vẽ hình hai chú mèo. Tiếp theo thì là ngón trỏ thì là để trơn các bạn ơi. Đây, một chú mèo thì có bàn tay này, phần thân dưới. Và đây là ngón út. Đây các bạn thấy có đẹp không? Cái màu này thì hơi nhạt nhòa nhưng mà tớ thấy là cũng cute đúng không nào? Các bạn thấy bộ móng của tớ thì được mấy điểm nào? Tớ thấy rất là xinh yêu luôn á. Các bạn ơi, vậy là tớ đã hoàn thành xong bộ móng rồi. Bây giờ tớ sẽ đưa các bạn đi chơi nha. Hay là chúng ta đi ăn một món gì đi. Cùng đi với tớ nào. Tớ sẽ dẫn các bạn đi trung tâm thương mại chơi. Đây, vào đây các bạn ơi. Ui, vào ở bên ngoài thì nóng nhưng mà vào đây thì mát rượi luôn. À, chúng ta sẽ đi thang cuốn nha. Đúng, đi cái này thì phải cẩn thận nha các bạn. Phải giữ tay vào đây này, không là bị ngã đấy. Tớ sẽ dẫn các bạn vào khu đồ ăn nha. Ở dưới trung tâm thương mại này thì là Tham City nha các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều khu này, khu thời trang, khu ăn uống và khu đồ dùng và cả siêu thị nữa. Nhưng mà bây giờ tớ đói quá rồi, thế nên là phải đi ăn đầu tiên. Ở dưới này ngày hôm nay là hai, thế nên là cũng không đông lắm các bạn ơi. Rồi, cũng vắng nè, ở trong này là ta có thể vào kia để mua đồ. Tết đen, đây chính là khu ăn uống rồi các bạn ơi. Ở đây thì có rất là nhiều đồ ăn nha.
đồ Thái, Hàn Quốc này, rồi là Nhật Bản này, nói chung là có rất là nhiều món của các nước luôn. Và đặc biệt chắc chắn là phải có món của Việt Nam rồi đúng không nào? Chưa biết là ăn cái gì nữa. Rồi cứ đi dạo dạo một vòng xem là muốn ăn cái gì, đặc biệt là cái gì nó rẻ thì tớ sẽ ăn. Rồi đi các bạn ơi. Sau một hồi đi lòng vòng trung tâm thương mại thì đúng là không biết ăn cái gì luôn. Thế nên là hôm nay tôi quyết định là sẽ ăn đồ Nhật các bạn ạ. Đây chúng ta là một nhà hàng Nhật đây các bạn nhìn này. Thiết kế là hình các cô gái mặc đồ Nhật này, rất là đẹp luôn. Ui, nhìn cái đĩa này, cái đĩa này cũng là đĩa mình chỉ thấy ở trên các phim. Ui, cả cái giấy ướt luôn nè. Đó, thử xem menu là có cái gì nào. Đây là menu của chúng ta nha các bạn. Tớ thì chỉ có hai người thôi, tớ đi với một người bạn nữa. Ở đây thì đều là những món ăn của Nhật các bạn ơi. Ví dụ cái này chắc là cơm trộn này, rau trộn này, khoai tây chiên này, bò này các bạn ơi. Chắc là tớ sẽ ăn nướng gì đó các bạn ạ. Xem cái này nào. Hai người lớn thì cũng ăn khá nhiều đấy, đặc biệt là tớ ăn rất là nhiều luôn. Dạo này béo rồi hay sao mà nên là tớ thích ăn nhiều lắm các bạn ơi. Các bạn có thích ăn món Nhật không? Thực ra thì tớ chưa ăn bao giờ thì phải các bạn ạ. Rồi tớ sẽ gọi một combo gì đấy nha các bạn, để tớ xem đã, chưa đói quá rồi này. Đây các bạn ơi, món ăn của chúng ta đã lên rồi. Đây hình như là salad cá hồi hay sao ấy. Đây thì tớ thấy có trứng cá hồi này. Cái món này thì là món trứng hấp các bạn ơi. Còn đây bên này thì sẽ là đồ sống để chúng ta nướng các bạn ạ. Đây là thịt bò nha, chỉ có hai người nên là tớ gọi vừa đủ thôi đã. Cái này thì là kim chi này, còn bên kia thì là cái món gì vậy ta? Cái này khoai tây chiên, với cái đây là cái gì tớ cũng quên mất rồi. Nói chung là hồi nãy gọi nhưng mà tớ quên mất rồi. Đây bây giờ chúng ta sẽ lấy thịt để nướng vào trên cái bếp than này nhé các bạn. Đây. Bạn nào mà còn bé đi ăn với bố mẹ thì ngồi nướng bếp than với bố mẹ thì phải cẩn thận nhé, để bảo bố mẹ nướng cho nhớ chưa. Đây. Ui trời ơi, tớ sẽ nướng cái này đi vì cái này to nhất này. Hồi nãy tớ định tham lam gọi thêm thịt bò nhưng mà tớ thấy số lượng thịt nhiều quá rồi đây này. Nướng rau củ quả đi, ăn rau củ quả cho đỡ béo chứ tớ béo lắm rồi. Để tớ đi với bạn tớ mà bạn tớ gầy nhom, còn tớ về ú tớ sắp thành số 10 rồi các bạn ạ. À, gì à, ớt chuông các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức nha. Đây là món mì trứng gì ấy nhỉ, trứng hấp. Mời các bạn nhé, nhìn giống như là thạch ấy các bạn nhờ. Tớ ăn thử nào, mời bạn nha. Mùi trứng này nó rất là mềm luôn, kiểu thạch luôn đó các bạn. Đây này, không khác gì thạch luôn, mình xúc mà nó mềm nhũn luôn đó. Mùi rất là thơm nhưng mà không quá đậm đà mùi trứng nha, chỉ thấy hơi hơi mùi trứng thôi, nhưng mà cái này nếu mà không có mùi trứng thì đúng là thạch luôn đó các bạn. Thịt của tôi cháy mất rồi này. Ôi trời ơi, nhìn hấp dẫn quá đi à, nhìn như thế này là lại muốn ăn bao nhiêu đồ béo vào. Cái này là cái gì vậy ta? Nấm à? Ok, rồi để đây ăn những món chúng ta có thể ăn luôn trước đã. Ăn cái này xem là cái gì nha. Cái này các bạn nghĩ là cái gì? Tôi nghĩ là thịt gà đấy các bạn. Thịt lợn các bạn ơi. Cái này là thịt lợn chiên. Hình như có cả riềng nữa sao á. Các bạn ơi, đây là món mì udon này. Đấy, tớ chưa ăn bao giờ các bạn ạ. Cái này là có thêm topping cái gì đấy?
Cái này là thịt cái gì đó các bạn ơi. Ok, mình sẽ trộn lên nha. Cái mì này thì ra từ lúc đầu rồi, nhưng mà mình bảo là mình ăn nướng trước, thế nên là nó hơi bị dính rồi các bạn ạ. À quên, cái này là mì tương đen. Hồi nãy tớ xem menu tớ nhớ là ở trong cái combo này có mì tương đen mà. Ê, nhìn cũng hấp dẫn đấy nhở. Bình thường là mình chỉ được ăn mì tương đen gói thôi, còn mì này thì chưa ăn bao giờ. Tớ gắp một ít ăn thử nha các bạn. Tớ sẽ ăn thử một ít nha. Mời các bạn thử món mì tương đen này tớ nhé. Sợi mì thì cũng giống mì tương đen mình hay mua, nhưng mà nó to hơn mì bình thường các bạn ơi. Tớ nó mềm cực kỳ luôn đó các bạn. Mềm lắm nhưng mà không hề bị nát nha. Cũng không quá mặn, không có nhạt. Nhưng mà mình không biết là cái đen đen này là cái gì đấy, mà không được cảm nhận được vị rõ ràng các bạn ơi. Nhưng mà ăn giống như là mì được được hầm á, nấu rất là lâu luôn. Bạn ơi, vậy là tớ đã ăn xong rồi, rồi no bụng lắm rồi, nhưng mà tớ vẫn muốn đi chơi nha. À, bây giờ tớ sẽ đi khu vui chơi chơi đi các bạn ơi. Các bạn muốn biết là ở trung tâm thương mại này thì có trò chơi gì thì hãy theo dõi video tiếp theo của tớ là video thứ hai nha. Tớ sẽ đăng video này trước này, còn video đi chơi thì chắc là sẽ đăng sau. Nên là các bạn nhớ đón xem hết video của tớ nhé.